Thưa quý vị, trong năm qua, 1.200 chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã chủ động linh hoạt sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác hội và các phong trào thi đua, đặc biệt là trong phong trào thu gom phân loại rác thải. Mỗi hội viên phụ nữ thực sự là một tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, thành phố xanh, sạch đẹp, thành phố môi trường. Thông qua các buổi sinh hoạt, giao lưu tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường hay tổ chức ngày hội đổi rác tài nguyên, nhận thùng rác xanh, trao tặng 120 chiếc giỏ nhựa đi chợ cho hội viên phụ nữ đã có nhiều kết quả nổi bật, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Giờ đây công việc thu gom phân loại rác thải được thực hiện định kỳ hàng tuần, hàng tháng với sự tham gia của tất cả hội viên và cộng đồng dân cư. Chi hội cứ nhân rộng và đầu tiên thì các hội viên, sau đó thì cộng đồng khu dân cư và lan tỏa ở khu Tân Hòa bên đây, Tân An bên đây họ cũng tham gia. Và giờ là gần như 100% là hội viên và khu dân cư tham gia tích cực. Và nói chung cái quỹ để chi hội thu gom là làm công tác an sinh xã hội rất là tốt và đã lan tỏa được đến mọi người cái ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. Các hoạt động này không những góp phần giữ gìn môi trường sống mà còn xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực vào nguồn quỹ để chi hội phụ nữ chính Tân Hòa được thực hiện tốt hơn các hoạt động an sinh, giúp đỡ các hội viên phụ nữ khó khăn. Các chị tham gia rất là tích cực. Chị mà có để dồn lại, để chỉ có để cho phụ nữ thông báo một cái là họ xách đến là thu gom được hết. Nên là hàng tháng, hàng tuần là chị em rất là tích cực tham gia. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, các chi hội phụ nữ cơ sở đã để lại dấu ấn tốt đẹp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả các chủ trương về an sinh xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, thành phố môi trường.